Rồi. Hôm nay có dịp tới cái hẻm 76 Hai Bà Trưng luôn. Cái khu này là khu quận 1 rồi. Đó, khi mình chạy vô cái hẻm này mình sẽ chạy thẳng vô để gửi xe nè. Khu này là cái xóm như là cái xóm ăn vặt á. Rất là đông ha. À, hẹn nhóm mình lại đi ăn rất là thương ha. Để mình đi từ từ lên ha. Các bạn ngồi ăn rất là đông. À. Ở trong đó ha, trong góc của đó luôn. À. Không ghế này lại nè. Tí vô ngồi nha. Cho mấy bạn. Móng tay xào rau muống cho mì á chị. Món gì vậy? Của bà là mì xào móng tay 40 phải không? Mì để xào móng tay 40. Đây là có ống bông tai nè. Chắc là mình chọn một dĩa đi ha. Ừ. Dạ mình kêu rồi, vô bàn rồi. Nếu bạn ngồi giùm mình nha, để dướng nha bạn. Dạ. Em đứng đây em quay đâu sao đâu. Để Hiền đi vô khác đây. Đi vô khác chọn món. Đi, đi. Thôi đi đi. Đây là gỏi khô bò ha. Một kho nữa, rất là nhiều luôn. À, chân gỏi chân gà. Đây là nướng, hàng nướng con chiên. Đây là bún bò bánh canh, bún Huế. Đây là bún măng vịt. Bao nhiêu tiền? 15.
dạ lấy con một phần này. Rồi. Nước sôi. Giờ chuẩn bị hết này, hết quầy hàng. Bắp này, bắp bơ. Bắp này. Bắp chiên trứng hả? Bắp chiên trứng hả? Bắp xào trứng. Xào trứng. Ủa chị có để bắp xào trứng. Em con gái bắp xào em có trứng không? À, không được. Trứng hả? Có không ruốc rồi. Trứng. Không trứng. Khỏi hành. À một cái hành một cái được. Nữa. Con đút vô rồi không ăn chay canh rồi đánh canh nói chung dở mà không chứ ta cha không phải canh bún chả ở ba la đó chả có tàu khu vực này à, mình mới xuống mình mới thấy là nó bán dữ dội nhiều luôn á, chân gà gỏi chân gà nướng gà phở với em ơi rất là nhiều phở hả, chúng ta phần bò kho thì bò kho anh gì ta đợi tí đi gái. Nãy hồi nãy thấy trong góc kia này bị đuổi rồi hả? Sáu người. Qua đây đi mua được cái ly này, ly da ua. Mấy chắc có bên này hả? Dạ bên này. Đây giống như xóm nhà lá ăn uống. Hiền. Hiền. Bên đây nè. Di cư rồi. Qua đây. Mới đi tha thức ăn về. Cái này của chú chị Liên chị có rồi mì chưa xong để ra món. Ủa chưa cái gì chị chưa ăn nửa bánh tôm này nè, chút xíu nữa bây giờ cũng mệt quá. Giờ đây thì uống bia rồi. Bia nóng quá ha, uống bia thì mới ra mùi chuyện. Bia khu vực ở ngoài kia là xuống xe. Lạ là cái nghe mà kia muốn tới bây giờ nó tới xử coi là sao luôn. Đi được nhiều chứ chú. Chú đi cũng hết ở 10 quận tập trung quanh Sài Gòn rồi. Rồi đi rồi đi Vũng Tàu thôi. Vậy giờ mới đi Vũng Tàu giờ thôi. Cho có cây đũa mà xin thêm bụng. Vậy giờ chú đi bằng cái gì? Giờ sao? Đi tao thì xin thêm cái lấy cái đũa tao. Mấy bữa xuống xuống giờ đây thì chú có đi ở nhà không anh? Vợ có xe hơi. Chú thì chú xách xe có máy chạy. Đi qua bên đây thấy nguy hiểm không? Xe không á. Vậy thì gòn. Thì gòn xe thôi. Đâu thì gòn. Thì gòn chứ nhiều người đi xong đi về ngày xưa 75 mà tại tại giờ nó giữ quá bây giờ mình nữa mày chỉ là hai lần rồi sao vậy ta, nó yếu quá ta. Đây tao review nha, cái này là bánh tôm này lâu ghê mới thấy cái bánh thì liên ăn đi bánh mì chiên tôm. Ừ. Rồi bẻ bẻ đi không có tôm nè, đưa tôm em ăn thôi mệt. Tại chú có về từng ngày cũng khác nhau lắm, mỗi ngày nó đông ra hơn á, anh em cũng quen hơn. Nói chung là cũng thích nghi từ từ rồi. Từ từ thích nghi từ từ. Năm về được mấy lần chú? Làm như tết à? Chưa đâu khi nào không phải. Chưa đâu khi nào mình cần chú hỏi thiệt chứ bò. Chứ là sao là cái bàn này mình uống nước hả? Ủa bàn này uống nước hả? Nè nãy mua cái đá đó rồi chứ đâu chứ. Mua cái đây. Mua lắm ngàn đồng ly nè.
Rồi nãy có kêu thêm gì không? Không, không, cứ kêu mình sẽ lại gì. Lấy kêu cho bạn mấy nước để là không uống mà lo gì. Có vụ này nữa hả? Trời ơi. Bây giờ mình sẽ ăn bánh tôm. Bánh tôm đây rồi. Quay thấy chú Dây xem rồi. Rồi, đây có chú Dây luôn. Mình đây. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay rất là vui. À, cái địa điểm này là một vị người không phải là người Việt Nam. Chị phải người Việt Nam. Nhưng mà người Sài Gòn. Chỉ điểm. À, và chú có một cái chuyến coi như là về Việt Nam ha, chơi. Thì có hẹn với lại team vlog ở Sài Gòn đi lại cái hẻm số 76 để ăn những cái món ăn rất là dân dã ha. Giá trung bình thì chỉ tầm khoảng là mười mấy, hai chục ngàn, hai mấy, ba chục ngàn, ba mấy, bốn chục ngàn thôi. Nói chung là rất là dễ ăn. Thì ở đây Lý Hương kêu được cái phần này là phần bánh tôm nè, là hai cái phần bánh tôm, mỗi cái thì có giá là 10.000 thôi. Còn bên đây là chị Hiền có kêu là cái này là hủ tiếu bò kho. Bây giờ thì cái nhân vật chính mình kêu để ăn những cái thức ăn dân dã thì giờ no quá à, tại vì mới vừa ăn xong chập chiều. Thì cái giờ này thì rất là đông ha. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử gì chú Dây phải thử. Chú Dây phải thử. Mà giờ chú Dây phát biểu cảm nghĩ coi khi đi vô đây chú Dây có cảm giác như thế nào? Cảm giác giống như ngày xưa. Nhộn nhịp. Giờ còn hẻm rồi, ra cũng đúng rồi, đi ăn hẻm rồi. Bao lâu quay lại đây rồi chú? Lần cuối là 7 năm trước. 7 năm trước là 2010. Cái không khí so với giờ vẫn vậy hả chú? Đông hơn. Đông hơn nhiều không? Càng ngày càng đông. Tại vì người ta biết tới nhiều 7 năm thời gian. Thôi bây giờ để các chú cháu thưởng thức ha. Mà chú Tây nói bây giờ là coi như là thèm bia. Bia thì phải đến mua diễm. Còn ở đây thì có đồ ăn nhiều. Bây giờ chị Hiền kêu được cái gọi là bò kho. Rồi xong rồi xin luôn được cái bánh này. Nhưng mà cái này là ở bên... Ở đây 25 những người. Đây 25 không? Trả luôn đúng không? Đây phần này 25. Rồi để mình trả tiền. Rồi sao đây ăn cũng đổ. Sao bữa nay sao tay chân vụng về vậy? 25. Cái này là mì thì mì xào móng tay hả? Mì xào móng tay đúng không? Móng tay xào. Mì xào móng tay. Rau muống này. 25k này. Không tay. Quay cái này luôn à. Quay chấm nước mắm. Ok. Bên đây là ốc cuốn tay nè, 25.000. Thì đây là cái này là ăn là đầy đủ luôn. Thì trong cái khu này á là chỉ có giờ Lý Hương với Lý Hiền là ăn thôi. Chứ bây giờ chị Liên, chị em trai bây giờ tìm không ra món chay luôn. Bây giờ kêu là cạo cái bánh tôm này. Cái này là món nãy kêu là sữa chua à. Rồi bây giờ mình sẽ chia cái phần này nè. Sữa chua mà không biết phải ăn thử có phải sữa chua không. Cái này nó đẻ giống như chè, mình cứ nghĩ là chè mà nó là sữa chua. Mình ăn thử đi. Quay gì à. Giờ chú Dày coi con ăn. Chú ăn rồi, giờ chú dòm đi. Chú Dày thấy trong TV vậy, giờ thấy thấy ở ngoài đời ngoài chú. Đời ăn. Phần này 25.000 đó chú Dày. Rớt à? Khoảng hơn 10 phút. Cái này chứ sữa chua. Sữa chua với cái này giống như là rau câu á. Mà cái hộp này là ta khuyến cáo đâu nên ăn đâu ha chú Dây. Cái hộp đúng không sao đâu. Nhưng mà bây giờ ở đây xài đó mà. Lò sống thôi. Bỏ cái này lò sống. Ở đây Việt Nam mình xài đó không giờ không xài đó lấy gì được. Bởi vậy bên châu Âu nghe nó tẩy chay hết rồi. Là cái này sản xuất đâu mình cũng biết. Ví dụ nếu mà sản xuất bên Đại Hà thì bên Nhật á, cái công nghệ nó người ta cũng là tốt hơn, có nghiên cứu rồi. Đừng có để sôi quá mức thôi, tức là để mà trong lò như sống chứ còn lỡ mà đang nấu sôi rồi đổ cái này ăn vẫn được, không có thành vấn đề. Vấn đề gì? Giờ không thành, giờ mình cũng phải ăn. Bên phố Hàng Rong mà Nguyễn Văn Chim với lại
Bách Tùng Diệp đấy. Cũng xài luôn. Nó xài này nó đâu có cho xài chén. Ở bên Bách Tùng Diệp thì như nó có cho xài chén rửa sao? Bách Tùng Diệp nó rộng hơn. Uống gì kêu kìa. Hai người này kia uống gì kêu đi kìa. Này có được bộ nước rồi, uống nổi nữa. Có chanh sữa không? Uống chanh tắc dây đi. Chanh tắc rồi. Cái chanh tắc chứ, cái chanh dây hả? Ừ. Cái chanh tắc, cái chanh dây. Hai tắc này là tắc dây. Một tắc, một chanh dây. Món này có thơm không? Nói chung cũng được. Mấy điểm? Cái này chắc được khoảng 8 điểm. Rồi, 8 điểm rồi. Ăn đây có 8 điểm rồi, ngon rồi. Bò nó cũng khá là mềm, nó cũng còn dai dai. Khá là mềm, cũng còn dai dai. Nói chung đó bụng ăn cũng khá ngon. Thì đông quá trời mà. Bây giờ ở ngoài cái gian hàng cơm gà là sinh viên, cơm gà đến đây đơn rồi. Đầu tiên á. Việt Kiều cũng đến đây nữa. Nghe tiếng nó ăn mà ngon quá là chưa ăn được, quay ra chút xíu nữa. Phải đi thêm, đi cho nó xuống quá. Dài. Chỗ dài, chỗ mềm. Rồi, 20. 20 luôn. Bao nhiêu em? 20. Mua chả hả? Việt Kiều bao. Việt Kiều uống lọc thôi. Hai ly này là Việt Kiều bao rồi. Đổ đi. Đây là mô hình hàng rong tự phát. Còn mô hình ở ngoài kia là mô hình hàng rong có chiến lược. Không phải. Này là lâu đời phải tự phát. Truyền thống, hàng rong truyền thống. Này mình ăn cũng giống như mô hình rong cũng chiên. Nhưng mà ở ngoài kia nhìn nó sạch hơn. Ở trong đây thì nhìn cảm giác nó cũng giống như ngày xưa hơn đó. Ở ngoài kia người ta có đầu tư bàn ghế ngồi giấy ở dưới là dùng lùm la hết cũng không có. Nhưng mà có cái sớm này ngồi cũng hay lắm rồi đó, chứ có chỗ ngồi có bàn có ghế rồi. Nói chung là ăn cũng bỏ thì nói chung là không phải nhả ra, nhả người dài cũng hai người này mà giải quyết được cái đám này chắc kêu là sư phụ. Chuyện nhỏ. Có Lý Hương đây là khỏi lo. Thiệt thì thấy có vẻ không ăn nhiều vặt. Nhưng mà cũng... Đã nói là chia đều là 3-2. 3-2 bà chú. Lý Hương 3 phần, con 2 phần. 2 phần còn mứa nữa. Này Lý Hương này nó đi ăn nhiều, nó có kinh nghiệm rồi. Biết cách là... Dài không? Để coi canh luộc bên kia nhai coi dài không? Bị khán giả ghẹo ăn thử đi, nhai nút trọng không có nhai hả? À, vậy hả? Cũng nhai chứ, cũng nhai nhưng mà sợ mì nó đau. Bên đây chị Liên nè, không có ăn nha mà ngồi đó tắm thì ghê lắm à. Đâu đây này là cái đó là uống vô phải ăn. Nhưng mà nó vẫn có độc câu á. Bò không dai, bò hơi dai đúng không? Cục nữa nè. Chỗ hả? Muôn chỗ hả? Ê, cục đó ngon kìa. Muôn chỗ chia hai á. Chỗ chia hai. Ăn được thử được nhiều món. Đang ở chưa uống trăm dây. Hôm nay muốn thử. Chanh dây này là mới. Mới được bán nửa cho bức chanh rồi. Hay là đâu có bắt chanh tắt không vậy? Không, chanh không có chanh. Chanh dây cũng được. Chứ chắc chưa uống trái chanh dây mà. Chanh dây này thấy chanh dây nó là. Chú dây thấy trái chanh dây. Vâng nhờ. Chứ thấy trên hình thôi à, chứ chưa có thấy ngoài đời. Chưa thấy ngoài đời. Giống giống cái sản nó mới rộ ra cách đây chắc chừng mấy năm à. Khoảng 3 năm lại. Ngày xưa đâu có nghe cái này bây giờ đâu. Nó mới một loại cũng phát triển sau đó giảm nghèo. Chơi cái chồng mới lấy giống ở đâu vậy? Từ nước mưa nước đèo nhập hàng mua nước là cái gì? Anh
Đây kêu thêm cho lì chú hả? Ừ. Chú chưa uống bao giờ? Chú chưa uống thử. Chú uống cây bị nên uống. Ủa, vậy bên Mỹ không có chân dây hả? Có, mình cũng chưa uống, mình cũng không biết đâu. Nó cũng lắm đâu. Việt Nam, ở mấy chỗ Việt Nam cũng có bán à. Dạ. Đôi khi đồ ăn gặp của mình nhiều lắm. Ở bên kia thì cũng có hàng quán ăn vặt, nhưng mà khá là cũng có một cái gì có một cái tiệm là nó bán nhiều đồ ăn. Đó là một tiệm mà nhiều lắm. Nên nó đâu có cái dạng như công thức mà bí truyền những cái quán này nên nó ăn ngon không bằng. Nhưng mà bởi vệ tinh đang còn thực phẩm thì bên kia ổn hơn. Bên đây mình ăn có vẻ là hơn chút mà cũng chưa chắc không rồi. Vậy hả? Đâu biết được, người ta làm trong cái rau thì cũng không biết được. Nhưng mà cái nguồn cũng đảm bảo hơn. Con ăn lại đường chứ con uống kinh dưỡng ở bên Mỹ. Cái gì? Uống kinh dưỡng mấy cái vitamin ở bên Mỹ. Chứ con cũng nhẹ dư con không có dám ra ăn được nhiều. Nhưng mà đúng thiệt phải nói là khi mà đi ra ăn được thấy trời ơi sao mà nó ngon. Người đấy, chú là cái loại sản nhất là bột ngọt. Ai cũng cần bột ngọt, không phải là ở trong này nó ít ít bột ngọt, hơi quá mắc. Ở trong đây xài đường con ăn thì mà uống mà bột ngọt có nhiều là lúc nào giờ uống nước quá rất là nhiều. Rồi cái sống lưng nó cứ lạnh là biết là chỗ đó là bị xỉn á, bị trúng á. Trúng ngọt, mấy tết trúng bột ngọt. Cơ thể nó không có thích hợp á. Nó phản ứng lại. Sao pha nước mắm cũng có nhiều người bỏ bột ngọt. Thường mà ở ngoài ngoài á. Có dùng bột ngọt nhiều. Rồi ăn sống luôn á. Vậy mấy bữa sáng rồi chú dây chứ ở nhà nấu được hả? Ở bên Mỹ á thì là ở nhà nấu. Có khi trước là chắc là cuối tuần thôi mới đi ra ngoài. Ngày xưa mà còn trẻ trẻ thì đi ăn ngoài nhiều. Ông thầy Hiếu cũng toàn ở nhà nấu. Đi viết ở trong nhà cho xong đi coi như thấy ngon hơn. Nói chơi thôi chứ. Ở bên đó là đi gia đình hay là đi sao chú? Ở bên Mỹ nếu giờ mình chạy cũng bao xa vậy? Mấy gia đình chú bên đó luôn hay là? Nhà chú ở bên kia hết, bà con bà chị ở đây, ông anh cả, ông anh lớn ở bên Pháp. À, chia ra hả? Ông anh bà chị nữa thì chú ở Houston, và hai đứa em thì là ở bên Cali. Houston với lại Cali là cách nhau mấy xa không? À, giống là xa hơn là đây là Hà Nội. Xa hơn là đây là Hà Nội. Xa hơn là 1735 chú mất. Bưu điện Sài Gòn đến bưu điện Hà Nội là 1735. Chắc là bằng từ Cà Mau lên đây bằng trời ơi, xa dữ thì mấy trăm cây nữa. Từ Cà Mau lên đây không là đã gần 6 tiếng đồng hồ rồi là đi máy bay. Xa quá, thì á. Đây ra Hà Nội đi máy bay là cũng cỡ 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi rồi. Dạ. Mà đây bay ra Hà Nội còn giống như là đây hai tiếng. Một điểm đầu và điểm cuối của Việt Nam luôn. Còn giống nước này Việt Kiều về uống. Ôi, nói chuyện chơi được rồi, nói chơi mà. Đúng rồi, chú cũng không có phải là người nói nhiều. Dạ. Nhiều chú hay mắc cỡ. Mắc cỡ không? Bây giờ thì rất là hy hữu nên là Lý Hương mới gặp được gọi là một người luôn luôn là để avatar là chữ G thôi, không có ít mặt. Nhưng mà lên kênh mình, mà chú nói là nước chanh dây này á thì như là món mới chú mới thử. Còn bên Mỹ có hay không chưa biết. Nhưng mà giờ hỏi lại chú dây cho con hỏi khoảng dừng câu ra được không? Đó là hồi giờ là ở bên Mỹ là chưa thấy loại nước này luôn hả chú? Chưa, bên Mỹ chưa thấy này, chỉ nghe coi đài đó rồi báo thì thấy chanh dây rồi. Về thấy thì cũng thử cho biết. Vô thử vô thấy sao? Thấy nó ngon, ngọt ngọt chua chua, nó lạ, giống như là nước chanh mà sắc sắc mà nó lại hơi khác khác nữa. Thơm, nó thơm hơn chanh dây. Một ly như vậy ở hẻm 76 thì chỉ có giá là 10k thôi, 10 ngàn thôi. Uống nhiều nghe đồn mà nó có chị hư á, ngường hư á. Nhai luôn cái hộp á, dồn dồn, chua. Chú nhai thử cái vị của cái hộp. Nhai được hả? Có nuốt được không? Nuốt được. Chảy hả?
chắc không lên. Nhai cho thật nhuyễn nha. Chứ tôi nghe cái vị nó nhờ. Xíu kẹt chú. Nhai cho nhuyễn nha, găng con nhai nhuyễn. Nó giòn giòn mà không anh nó không có gì đi. Cái này, cái này có phải suối dại không chứ hồi giờ không ai uống trên dây mà nhai hột đâu nha. Lý Hương ăn seri cũng nhai hột luôn mà không có ai bị nhai hột luôn. Rồi xong nói ủa có sao vậy? Nhai cái hột có nhiều chất xơ thôi mà nó hơi khó. Có khi nó hạt là nó mạnh nhất trong tất cả các loại chất ở trong cái trái. Suối. Rồi bây giờ mình sẽ thử tiếp món gì đây? Nó tiếp mì xào à. Nó chế mì xào. Chế biến mì xào với lại ốc móng tay có 25k thôi. Nó làm nó làm cái dọn giống như là để mà cái gói mà xé ra cái đổ ra uống liền luôn để qua bên kia. Ôi cái này được có một đĩa nước à. Không quá rồi, không làm được. Mì gói nè. Giống như bột gì giống như là cà nè. Mà cà bột. Cà ốc mì á. Nhưng mà mình không biết là nó có làm nguyên chất hay không. Rồi mình uống vậy thì chờ hỏi hai vị tiền bối bên đây có ăn trái ra mình thấy ngon hơn. Xin mời hai lão làng. Bên đây cười là hay biết rồi đó. Hay biết rồi đó. Tự xử đi. Cứ tự nhiên đi. Mì gói xào ốc móng tay. Mì 25k mì gói xào ốc móng tay. Thử một muỗng có đâu muốn. Ngon quá rồi. Đó hả? Vậy nguyên này chăm xíu cái mình cũng hỏi cái đọc hình thử luôn á. Hôm qua đi bắt đầu là cũng ăn ốc bún tay mà ăn ốc bún tay chúa rồi. Cái chúa? Có nghe bao giờ chưa? Bự lắm. Bự lắm. Một ký nó chừng 4 ký khoảng 4 con. Hả? Một ký ốc bún tay 4 con. Bắt đầu. Trời ơi. Thôi mình đôi khi mình cũng hết. Ra giờ mình ăn ốc bún tay con thôi. Đây ốc bún tay con. Mà ngon. Thịt không bây giờ sẽ chia hen. Xin chào, sao ăn hầm lặng lẽ quá vậy? Thành viên mới của team giờ này mới vô nè. Em không biết đâu, em lo ăn thôi. Để em mà ngớt miệng em no tiêu rồi. Bác ra bác em mới ăn luôn vùng mạch kìa, em mới không ăn được. Cho cái ghế chèn nữa là sao? Cái ghế vô. Từ từ để lão. Đi đến đây nhưng mà đi đường đó kẹt xe quá, giờ kẹt xe quá. Rồi, xe nhất là bị kẹt sáng. Rồi, đây là đứng yên phải không? Dạ vâng, chúa. Đăng ký cái món nước gì thôi. Để cái lại nó hỏi thật nữa. Ăn thêm món gì thì tự gọi thêm nha. Anh Dương kêu món gì nữa? Đây à. Có bún. Thôi anh ngồi coi. Ngồi coi á. Coi sẽ bị đuổi. Sắp hết rồi đó. Dạ. Uống hết á mà không có ly nước nữa là nó lại hỏi thăm rồi. Có lẽ em dừng đậu xe đó mày. Đậu xe này xong mày đi ngang mình không thấy rồi. Mày này cắt nước quá. Trong này hẻm ấy nhỉ? Trong cái này. Khu vực hẻm 76 Đắk Lắk á, trồng cái này nhiều lắm. Đắk Lắk, Bình Dương. Đây là chanh leo, mình muốn chanh leo à? Chanh dây. Bây giờ mình là chồng chú sói là ngoài kia thì gọi là thường gọi là chanh leo vì nó có hai giống, một cái giống chanh là nằm dưới đất thì chanh mà trồng cây dưới đất, còn cái này cây leo trong họ hái quả nó giống như dàn, giống như cây mướp đấy chú. Cái giống này là cái giống trái màu vàng với trái màu tím. Trái màu tím là cái giống đó của Đài Loan. Cái vỏ nó màu tím luôn. Dạ đó. Đúng rồi, cái vỏ tím đó là cái giống chanh dây Đài Loan á. Còn cái giống vàng á. Thấp. Hơi bị thấp. Không, cái này hơi bị thấp. Chân, phải lấy cái chân khác dài hơn. Cái chanh màu tím này là. Đúng rồi, đúng rồi. Chà chú ở trong hẻm này à? Có hải sản là ngon. Cứ tưởng tượng có hải sản là ngon. Hải sản bưởi à. Mì nãy xào ráo. Liên này là ở Tịnh Bình hả? Ở bên qua Quận Đắk Lắk cũng vậy. Gần cái chỗ đấy Hương. Còn Tịnh Dương ở đâu? Con ở quận 10, quận 11. Ban ngày thì có cửa hàng ở quận 10. Còn buổi tối thì về ở quận 11. Nhà bà chú là ở Nguyễn Dương lại cũng là tỉnh Nguyễn Dương ngay gần chỗ con đường Vĩnh Viễn. À,
ngay đó rồi. Duy Dương, Ngô Gia Tự ngay gần khúc đấy rồi. Hèn chi thấy hay đi quay mấy cái khu vực quanh đó rất là cứ thấy vòng vòng ở tàu bay nhiều hơi nhiều. Và Hà thì lúc trước rảnh thì sẽ đi khắp mọi nơi nhưng mà đợt này thì không ở trong cửa hàng nên là không đi xa được, tranh thủ đi được. Cũng về chơi lâu mà. Về đây Sài Gòn được mấy bữa thôi mà đi Vũng Tàu rồi mai đi Cần Thơ. Đi Cần Thơ về tối thì một tối nữa là bay ra ngoài mà đang để phong tìm món nữa không? Đang. Ngoài ra nắng rồi đang đi Huế. À, rồi đi lên nữa. Đợt này chú về được bao lâu? Đóng cậu. Anh Dương ăn gì? Không ăn đói sao? Người ta chú dày xong. Chú dày nó thèm uống bia, em nói là em bia với là nửa tháng hơn. Đúng là ngoài có uống bia đấy chứ. Thì ở đây không có bia. Không có bia, nhưng mà đầu đường có. Đây là hẻm ăn chứ không có bia. Bia thì vậy. Nhưng mà mình ngồi đây không uống được đâu, người ta bắt mình lấy nước ở đây. À. Tại uống nước là uống cái chỗ ngồi. À. Muốn đi chỗ khác đó, thì đi bây giờ ăn hết chỗ này đi. Vâng, ăn hết đi xong rồi đi có xe chở chú đi. Dạ vâng, ok. Chú uống trưa ra buổi miệng buổi tối nữa thì ra là chắc chú chạy thì đó. Lát xíu mình qua đấy. Hôm nay là thứ tư. Cho chú sống lại thời thanh niên. Ô tối qua uống đầu là uống cũng uống nhiều lắm rồi đó. Uống ở đó chứ, ở Vũng Tàu á. Nó mũi có một chú. Chú tên là gì á. Khó đọc lắm, không nhớ. Chú viết nguyên bờ lóc cho con luôn. Viết về lưu tử ngành. Bạn Hiền ơi. Chú kêu nếu có rảnh thì đi quay cái căn nhà. Bán cho anh một ly nước. Bán cho anh một ly như thế mà ít đá thôi. Chú gì của Mỹ sao á. Nó hết đậm. Nó hết đậm như là cái chủ gì của. Nói chung là cái vụ chở gì của bên Mỹ á. Chắc ngày xưa là quan chức gì cái thời cái lưu tử ngành. Nó viết riêng dành cho Lý Hương, trời ơi, đã ghê. Mới đây hả? À? Mới đây. Đây là cái hẻm 76 Hai Bà Trưng đó các bạn. Đây là hẻm Văn. Giang Hồ Biển Xứ, Block. Tên là Giang Hồ Biển Xứ. Ghê không? Nhiều tiền đó. 10 cái gì chị? 10 ngàn. 10 ngàn, ok, em gửi tiền thì luôn. Nợ đâu chị? Nợ đâu ạ?